20. Như số Anh nói đúng. tuệ. Anh cũng xứng với Nhiệm quân đệ đó của Duy sư trưởng. yêu Bởi ấy, vì vì anh căn vốn bản dĩ không không thể có khả chinh năng cả trong chiến trái thắng sự bản thật. thân về mặt tình cảm. Do Nếu người không, nghiệp anh của cũng sẽ nó không mà thể chủ được cố trong chấp trừng phạt bản thân như vậy. Sinh Thậm bảo chí căn bản lấy của cả sự sai sai lầm lầm không cho thể của thua mình để để trừng trừng phạt phạt bản bản thân. thân. Em không hiểu đâu. Vô Em minh bạch. hiểu. Sở Tất hữu cả đều mọi minh người đều bạch. hiểu. Chân chân bộ Người minh thực bạch là sự sao? không hiểu là anh. Chưa Biết đâu tại vì sao mà sao nhìn mấy không thể sổ giữ được cơ đức nghiệp. lĩnh, Mấy không ông thể chịu cứu hôn lôi lễ đầy thảo của hổ dân và sinh. các anh em. Chứ mấy ông Nhưng dân lại làm không có sao ai mà trách anh không. nhìn Bởi mấy vì người tất lãnh cả đạo mọi chính người đó. đều hiểu rõ, Nhưng đó sự việc căn căn bản bản là không nhiệm khả vụ năng bất hoàn khả thành thi. được đâu. Tại Tại sao sao rồi tất tôi cả minh mọi bạch cho người đều tôi hiểu đâu. rõ đạo lý này, Như còn chưa anh không lại minh không bạch. hiểu chứ? Hay Hay sự là căn do bản anh của bạn không là thể sinh vượt mệnh qua này được đâu rào cả. cản của con tim? Như thiên Anh sinh luôn chưa cho rèn luyện rằng tự bản chế thân sẽ là có một một anh số bản hùng, năng để không việc gì không thể làm được. Anh hùng? Anh gọi là anh hùng sao? Tất cả bọn họ đều hy sinh rồi, chỉ còn mình anh còn sống. Anh có gì gọi là anh hùng? Đúng rồi, anh không phải anh hùng. Anh chỉ là một người bình thường. Anh và bọn họ đều giống nhau. Anh biết yếu đuối, biết đau thương, cũng biết bị thương, thậm chí có thể sẽ chết. Hà Bình An anh không phải mỗi lần ra trận đều có thể đánh được quân địch, cũng không phải mỗi lần đều có thể chiến thắng cảm xúc bản thân. Tại sao lại không thể bỏ qua cho bản thân một lần? Từ sau khi Tôn Bộ hủy diệt, quân đội Trung Quốc vẫn luôn dẫn không tiến, ý đồ là ngoan cố chống lại giữ thành. Theo cậu bây giờ, giết bao nhiêu nạn nhân Trung Quốc thì có thể kích thích quân địch cố thủ trong thành, xuất thành ứng chiến? Họ không phải nhân tị nạn, họ là đám gỗ trùng sắp phải quay về đừng đứt đừng lương thực. Người Trung Quốc nuôi trùng độc, thường thích đem tất cả những loại côn trùng độc nhất thiên hạ đem nhốt với nhau để chúng tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng, thông qua việc từng bước gặm nhắm đồng loại, sót lại một con cuối cùng, gọi là con cổ. Tôi thật muốn thỉnh giáo các hạ làm sao để có tiếng đám cổ trùng ngu xuẩn này tàn sát lẫn nhau, vì lại đường đích đức đây. Tuyệt đối không thể để những con cổ trùng này rời khỏi đường đức. Một phải tìm cách để chúng quay về. Chỉ đường đức rơi vào cảnh thiếu thốn lương thực, vật liệu, đều cả bên lẫn ngoài đều gặp khó khăn. Hơn nữa, tôi còn đặc biệt vì họ mà chuẩn bị một món quà vô cùng độc đáo, cùng đám người kia trở về đường đức. Xem ra các hạ sớm đã có mưu tính cả rồi. Không được, anh không thể là một người bình thường được. Anh có thể, chỉ cần anh bằng lòng. Chỉ cần anh bằng lòng. Em không tận mắt nhìn thấy, em mãi mãi cũng không hiểu được. Mà Lôi Đại Hổ, Hạo Minh, anh mãi mãi cũng không thể nào biết được họ hy sinh như thế nào. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, anh lại nhìn thấy họ. Từng người hy sinh đều là bị trúng đạn mà chết, bị nổ tan xác, bị lưỡi lê của giặc đâm chết. Điều duy nhất không thể giống là bọn họ, họ vẫn dùng ánh mắt đầy tín hiệu đó nhìn anh. Từng người nói: mạng của tôi giao cho cậu. Dù cho họ đều hy sinh rồi thì cũng không phải lỗi của anh. 9 năm trước cũng như vậy, tất cả mọi người đều hy sinh, chỉ có mình anh sống sót. 9 năm sau lại tiếp tục như vậy. Những người ở gần anh, những người có liên quan đến anh, tất cả đều hy sinh, tất cả đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên anh cố cách xa em ngàn dặm, anh lo em cũng không có kết cục tốt đẹp, đúng không? Em đi đi, em mau đi đi. Đi đi, tôi bảo em đi đi.
bình an. Anh cho rằng chỉ có mình anh như vậy sao? Khi em 11 tuổi, mẹ em đã rời khỏi em. 15 tuổi, anh trai em rời khỏi em. 22 tuổi, cha và em trai đều rời khỏi em. Thậm chí em không còn người nữa. Chỉ sót lại em và Học Văn. Anh nói đúng. Trên thế gian này vẫn luôn có loại người như vậy. Sinh ra đã khẳng định cô độc một đời, sau đó nhìn từng người thân xung quanh đều rời khỏi chúng ta. Anh cho rằng chỉ mình anh như vậy sao? Em cũng là người như vậy. Chỉ cần đều là người như vậy, em tuyệt đối sẽ không rời xa anh. Anh không cần lo lắng, em ở bên cạnh anh sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chúng ta ai sẽ sống lâu hơn ai? Đó là do số mệnh. Tất cả đều là số mệnh. Cứu mạng! Danh trưởng, anh em, là Dương Thường. Lũ quỷ đáng chết này, chúng dùng xe tăng đuổi theo người dân, đem đồng bào của chúng ta ra làm lá chắn cho chúng. Danh trưởng, làm sao đây? Danh phó, cậu dẫn theo người đi ngăn chặn tiến công của chúng. Tôi đem theo người bảo vệ dân chúng liền. Rõ. Đại đội 1, lên. Các anh em, bảo vệ an toàn cho bá tính, chặn phía sau của danh trưởng, đánh mạnh vào. Ở đây không cho người không vận chuyển vào. Tại sao? Hôm qua tôi còn ở trong đó ra mà. 2 tiếng trước, Di sư trưởng hạ lệnh bệnh viện 2 phía nam bắc phân ly, bên này là khu ly, cấm tất cả mọi người đi vào. Mau, mau lên. Thẩm sĩ tư, cô mau đi đi. Bị truyền nhiễm sẽ chẳng còn mạng đâu. Đây là lần thứ 19 trong ngày hôm nay rồi. Hôm nay em không đến để khuyên anh, mà là đến để thanh toán thứ anh nợ em. Nói đi. Anh từng nói cái mạng này của anh bây giờ không phải của anh, cũng không thể cho em. Nhưng cả đường đất đều biết anh nợ em một mạng. Em muốn giết anh báo thù cho cha. Chỉ cần em còn ở Thẩm gia, chỉ cần anh còn ở đường đất, em chỉ có thể giết anh. Trừ phi anh lựa chọn một con đường khác. Đường nào? Đưa em và Học Văn đi. Chúng ta cùng đi, rời khỏi chốn này. Không được, anh không làm được. Không phải anh nói anh vẫn luôn rất cảm thấy có lỗi với vợ chồng Liễu Phân sao? Tiểu hồ tử ở ngoài thành, chúng ta ra khỏi thành cùng đi tìm nó. Chỉ cần tìm được tiểu hậu tử, nuôi dưỡng nó và Học Văn thành người, là anh đã trả được một mạng cho Liễu Vân và Dư Tử Dương. Anh đã đem tiểu hậu tử giờ kể một người có thể tin cậy rồi. Anh tin tiểu hậu tử ở với cô ấy, so với ở cùng anh sẽ an toàn hơn. Cần Học Văn, và em thì sao? Anh đã từng nói với tham mưu trưởng Xài rồi, một khi có cơ hội sắp xếp để chị em xuất thành. Hóa ra anh sớm chuẩn bị cả rồi. Anh tìm được một người có thể trông cậy để đem em và Học Văn phó thác cho họ.
Đây là sau khi trở về từ Đức Lĩnh. Anh đã làm như vậy, đúng không? Thực ra tôi biết Thẩm Tiểu Thư vẫn luôn mạnh mẽ và có khả năng, vốn dĩ không cần phải ỷ lại vào người khác. Nhưng mà đúng rồi, em không cần ỷ lại vào người khác. Em có thể một mình dẫn học văn đi. Sự thật không cần ỷ lại vào người khác, nhưng em vẫn muốn đợi đến hôm nay. Tại sao em phải đợi? Là em đang đợi một người. Em vẫn luôn nghĩ đợi người đó quay về, sau đó cùng anh ta đi. Xin lỗi, tôi không làm được. Em đã bỏ độc xuống mắt cháu này. Nếu như anh không chịu đưa em vào học văn đi, thì đưa cái miệng của anh cho em. Hà Bình An, hoặc là anh uống nó, hoặc là đưa chúng em rời khỏi đây. Xin lỗi, kiếp này nợ em, kiếp sau trả. Được, tôi hứa với em, tiễn hai người đi. Đi bây giờ. Mở cửa thanh. Người Nhật thảm sát dân chúng, mau mở cửa. Danh trưởng Tân, không có lệnh của sư trưởng không mở cửa thanh. Không thể nào. Là ai trấn thủ cửa thanh? Gọi người đó ra gặp tôi. Là tôi, tham mưu trưởng. Là mệnh lệnh quân đưa ra. Vì sao không cho mở cửa thành? Là lệnh của sư trưởng. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Phía trước là cổng thành rồi. Tôi còn nhớ hôm đó, một đống cảnh sát tụ ở cổng thành, không cho chúng tôi vào thành. Cũng là có anh mở cổng thành để chúng tôi được vào. Hôm nay cũng lại là anh đi cùng tiểu thư và thiếu gia, cùng chúng tôi tiến ra cổng thành. Anh nói xem, cuộc đời này thật là thú vị. Thả đại ca ra khỏi thành, anh dạy em cởi ngựa bắn súng nhé. Em là thiếu gia, học ở đó làm gì? Học xong cởi ngựa bắn súng, em có thể tự bảo vệ chính mình. Chị hai cũng không cần lo lắng nữa, cũng có thể cùng Hà đại ca muốn đi đâu thì đi. Học văn, sau khi chúng ta đi, có phải đi tìm một người, cho nên em phải dâng lời. Dạ. Dừng xe. Hoa Bì, Hoa đâu? Có chuyện gì vậy? Lại có chuyện rồi. Nạn nhân lại tiến vào thành. Không nói danh nữa, tôi phải đi gấp. Tôi hỏi ông, có phải ông hạ lệnh đóng chặt cửa thành, không cho người dân vào thành không? Đúng vậy. Tôi đã nói rồi, ai cho một người vào cứ theo quân pháp xử lý. Ông hồ đồ rồi. Bên ngoài là những người như thế nào? Đó đều là dân chúng trong thành đường đức này cả. Còn có cả quân viên bị thương nữa. Ông có ý gì? Ông muốn làm khó họ đến chết sao? Để họ chết sao? Hay muốn để Nhật Bản giết chết họ? Ông để bọn họ vào cũng chẳng ai sống nổi đâu. Không những không sống được, còn có thể vì thế mà thành đường đức thất thủ, thất bại thảm hại. Chỉ giỏi đe dọa. Đe dọa? Nếu như những điều tôi nói không phải sự thật mà là tôi đe dọa, là tội nhân đảng quốc, có lỗi với nhân dân. Huyện trưởng Ngụy,
Ông hiểu rõ nhất, lương thực trong thành vốn đã không đủ rồi. Ông đem hơn 100 người đuổi vào thành, chúng ta có thể trụ nổi mấy ngày? Còn nữa, đã phát hiện bộ đội trúng độc và đang lây lan, lòng người đã rối loạn lắm rồi. Những nạn nhân này lẫn loạn như vậy, một khi thâm nhập làm sao kiểm soát? Nếu không chừng người Việt chưa đánh vào, từ chúng ta đã loạn nháo nhào lên rồi. Lần trước Hà Bình An mở cổng thành, khiến cả Giang Kế Nhật ra trộn vào, đến bây giờ vẫn chưa điều ra được. Hôm nay đến cả ông thả cho người vào, ai có thể đảm bảo không thêm Giang Tế trà trộn vào? Ông nghĩ rằng tôi không nghe thấy sao? Những tiếng cầu cứu bi thương ngoài kia sao? So với pháo đài của giặc, những điều đó còn gian hơn, lớn hơn và đáng sợ hơn. Tất cả khiến tôi sắp không chịu nổi rồi. Nhưng mà tôi có thể mở cổng thành không? Tôi là một quân nhân, dù có chết cũng phải giữ được cánh cửa này. Được, tôi muốn hỏi Dư sư trưởng, ông làm như vậy là vì ai? Mặc dù người của dân tôi không phải là quân nhân, tôi cũng đứng ở đây để bảo vệ đường đức. Những cái khác tôi không biết, nhưng những người ngoài kia đều là huynh đệ tỉ mùi của chúng ta. Tôi là quan phụ mẫu của họ. Tôi chỉ biết không có những huynh đệ tỉ mùi này, không có những người dân đó, đường đức chỉ là không thành, là tử thành. Đường đức đến cả cái bóng cũng chẳng phải nữa. Tôi nói thật với ông, trước khi tôi đến, tôi đã phái cục trưởng Trương đi rồi. Tôi như vậy chính là tiền trảm hậu tấu, bông ông lượng thứ. Tham mưu trưởng đã mở cửa thành giám sát rồi. Hà Bình An, Hà Bình An, Hà Bình An. Hà Bình An, anh muốn mở cổng thành cho bọn họ sao? Ngày đó em ở ngoài cổng thành gọi tôi mở cửa, hôm nay họ lại gọi tôi mở cửa thành. Châu tướng nói đúng, con người sống chính là như vậy. Lát nữa mở cửa thành rồi, cô lập tức đi ra, cẩn thận. Đợi đã, lần này đừng làm anh hùng cứu thế nữa. Là một người bình thường không được sao? Hà Bình An, là anh đã hứa với em, anh nói anh sẽ đưa em về học văn xuất thành. Sao như là em cầu xin anh, em chỉ xin anh một lần này thôi. Hà Bình An, 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 Hà Bình An. Anh chỉ hứa với em tiễn các em xuất thành, không hề hứa đi cùng các em. Bảo trọng. Tham mưu trưởng Sai, ông muốn làm gì? Trong thời kỳ chiến tranh, bất kỳ ai cũng không được đổi kháng quân lệnh. Sư trưởng đã nói không thể mở cổng thành, chính là không thể mở cổng thành. Nhưng người dân đều là người dân của chúng ta, tôi không phải không muốn cứu họ. Mà bây giờ trong thành có gian tế, ngoài thành có giặc cướp Nhật Bản, thù trong giặc ngoài. Nếu như bây giờ lại mở cổng cho dân tị nạn vào thành, vì cuộc chiến ở đường Đức, cuộc chiến ở đường Đức chính là một cứu nhân dân. Quyền trưởng ngụy, ông nên biết dụng ý của Dư sư trưởng. Ông có biết bây giờ tôi ngưỡng mộ ai nhất không? Ai? Hà Bình An. Lúc đầu tôi và Dư sư trưởng có các ông cùng hạ lệnh, bất kỳ ai cũng không được phép vào thành. Nhưng hết lần này đến lần khác, Hà Bình An mở cửa thành. Nếu như bây giờ cậu ta ở đây, có phải cậu ta cũng mở cửa thành lần nữa không? Hà Bình An, Hà Bình An, Hà Bình An. Quyền trưởng, thật sự là thật. Lần này tị dân, lần này tị dân hô tên Hà Đầu, đây không có gì lạ. Nếu tôi là dân chúng, tôi cũng gọi Hà Bình An, tôi cũng gọi tên đại cứu binh giúp mình vào thành. Không cần phải thêm một Hà Bình An nữa. Sai lầm này tôi vẫn có thể sai lầm một lần. Hà Đầu, cậu vẫn bị họ đưa ra đây rồi. Quyền trưởng ngụy, ông cho tôi 3 ngày, một phút cũng không chậm trễ. Tốt, đại anh hùng, tôi cho cậu thêm một nhiệm vụ nữa.
giúp tất cả những người dân ở bên ngoài thành vào thành. Hà Bình An, đi làm nhiệm vụ mà cậu cho là đúng, nhưng bất luận ra sao cũng không thể mở cổng thành. Tại sao? Bởi vì đây là quân lệnh. Nếu như chúng ta phạm quân lệnh, uy tín của Sơn Trưởng Dương sẽ chẳng còn nữa. Trận chiến được đứt cũng không thể tiếp tục giữ vững được nữa. Đào cố ý đợi tôi qua đây. Đúng. Nếu như tôi không đến thì sao? Vậy thì tôi có thể gánh giác. Việc mình định gánh giác thôi. Tuy nhiên, tôi tin cậu nhất định sẽ đến. Sao? Không có cách nào sao? Hà Bình An, Hà Bình An, Hà Bình An. Có cách. Tôi sẽ không mở cửa thành. Cũng có thể đưa họ từng người vào thành. Hà Bình An, mọi người nghe rõ đây. Tôi chính là Hà Bình An mọi người gọi. Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người vào thành. Mọi người xếp hàng đi, trèo lên thang mà lên. Mọi người đừng làm loạn, đừng tranh cãi. Từng người lên. Danh trưởng Tân, đưa người của ông bảo vệ trật tự hàng lối. Các vị hương thân, chớ tranh cãi, yên tâm. Chuyện riêng này giao cho tôi. Các vị hương thân, lên phía này. Mọi người nhớ chú ý an toàn. Từ từ thôi, đừng vội vàng. Mọi người đừng làm loạn. Từng người lên. Từng người lên. Tôi phải đưa tiểu hầu tử trở về. Tôi nhất định phải đưa tiểu hầu tử trở về. Nếu không tôi làm sao có thể gặp anh ấy. Từ từ thôi, đừng vội. Từ từ thôi, đừng vội. Từng người lên. Chậm thôi. Trở về rồi. Cục trưởng Trương, tập trung những người này lại, đề phòng gian tế của Nhật Trà trộn vào. Tôi phải làm một cuộc thẩm tra. Tất cả sao? Tất cả. Tôi không hoàn thành nhiệm vụ thân dương và tướng quân giao phó. Xin các vị trị tội. Không, nhiệm vụ của ngươi làm rất tốt, nhưng mà bộ đội xe tăng bị chúng tiêu diệt rồi. Vậy tổn thất của bọn chúng không phải càng thảm sao? Quan trọng hơn là mục đích chiến lược của chúng ta đã đạt được phần nào rồi. Số cổ trùng đó dưới tay chân và tay mắt của chúng ta đã thuận lợi thâm nhập vào đường đất rồi. Ông hiểu không? Rõ. Lão nhân gia, nên xưng hô thế nào đây? Nhạc, Nhạc Văn Chính. Khẩu âm của ông có vẻ giống người Tương Đàm. Mẹ tôi là người Tương Đàm, đã sống ở đường đất này 40 mấy năm rồi. Âm quê khó đổi. Từ bé tôi luôn theo mẹ, cho nên khi nói chuyện có chút âm điệu của Tương Đàm. Ông... Còn có người không? Còn có người ở đó không? Không cần phải gào nữa. Tất cả mọi người đều đã lên rồi. Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không? Gặp rồi. Mọi người đều là người Đường Đức. Cậu sống ở đâu? Nghiêm gia Hầu Đồng. Tôi là Dương Đại Nhiễm, là con một trong nhà. Cha mẹ mất sớm, không có tiền cưới vợ, dựa vào việc kéo xe cho người khác để kiếm cơm qua ngày. Ấn dấu vào giấy đi.
Ngươi không phải phu xe, ngươi là một tay súng. Ngón tay trỏ của ngươi có vết chai. Ngươi ở đâu? Ngươi ở điểm Diên Dương chạy đến. Ngươi ở đâu? Ông có thể đừng hỏi tôi được không? Không phải cô vẫn rất tốt sao? Nếu như tôi không ép ông, có phải ông sẽ cứ việc công mà làm đúng không? Việc công nên việc công, việc tư nên việc tư, việc nên làm cần làm. Được, ông nói đi. Người ở đâu? Người Tích Khê, An Hy, đồng hương của huyện trưởng Ngụy đây. Khi nào đến Đường Đức? 8 năm trước, cũng chính là dân quốc năm thứ 24, ngày 6 đầu tháng 9, tụ phúc hậu khai trương. Tôi còn xin huyện trưởng Ngụy, ngài đặt cho một cái bảng hiệu mà. Đến Đường Đức là vì muốn mở tiệm hàng sao? Vốn dĩ chỉ là một ngày sinh nhật, chỉ là người này khá hiếu khách nên tôi không nỡ đi. Khi nào rời khỏi Đường Đức? Ngày 16 tháng 11 năm nay. Sao lại chạy về? Huyện trưởng, không hay rồi. Đạn dân ở ngoài đã muốn gây sự. Chúng tôi muốn ăn cơm. Chúng tôi muốn sống. Chúng tôi muốn ăn cơm. Chúng tôi muốn sống. Các người lòng dạ thâm độc, lúc đầu đã đóng cửa thành làm khổ chúng tôi, bây giờ lại đây làm khó chúng tôi. Tôi thấy ông chính là muốn chúng tôi chết đói. Chúng tôi muốn ăn cơm. Chúng tôi muốn sống. Chúng tôi muốn ăn cơm. Chúng tôi muốn sống. Các vị hương thân, mọi người thoát chết chạy về đến Đường Đức đều muốn được sớm về nhà ăn một bữa cơm no nê. Tôi rất hiểu. Nhưng mà bây giờ trong số mọi người đây có người Nhật Bản được cài vào làm gian tế. Vì Đường Đức, cũng là vì mọi người, trước khi chưa điều tra ra những tên gian tế đó, tôi sẽ không thả mọi người về đâu. Cũng không thể phân phát ngũ cốc cho mọi người. Vừa nãy có người nói tôi cố ý muốn bỏ đó các vị, làm khó các vị. Các vị hương thân, người cũng phong tôi đây làm huyện trưởng bao lâu như vậy, các vị vẫn chưa hiểu tôi sao? Tôi đã từng để ai chết đói chưa? Tôi đã để ai khổ đến chết chưa? Ông nói hay lắm. Tra nội gián nhưng ở đây cũng phải đến 100-200 người. Ông điều tra đến lúc nào? Chưa cần đợi đến lúc ông tra, mọi người đã chết đói cả rồi, đúng không? Đúng, tôi thấy các người đang muốn biện hộ thôi. Họ sợ chúng ta quay trở về ăn lương thực của họ, cho nên mới không mở cửa thành. Bây giờ lại điều tra gian tế gì đó. Chính là bọn họ không muốn phân chia lương thực cho chúng ta. Chúng tôi muốn sống. Chúng tôi muốn sống. Chúng tôi muốn ăn cơm. Huyện trưởng Ngụy có lệnh, nếu như cố gây sự hoặc là kích động các vị hương thân, xử lý lực dành cho những kẻ làm gian tế. Các vị hương thân, tôi chính là Hà Bình An, người đã đưa từng người các vị vào thành. Tôi nói với các vị một câu thế này, nói một cách lịch sự: ăn cơm của ai thì làm việc cho người đó. Các vị hương thân, nếu như còn đợi huyện trưởng Ngụy phát lương thực, vậy thì hãy nghe theo sự sắp xếp của huyện trưởng, giúp đỡ huyện trưởng mau chóng bắt được gian tế. Nếu như không bằng lòng nghe theo huyện trưởng Ngụy, bây giờ có thể đi. Tôi dám nói, dù có chết đói cũng chẳng ai quan tâm mà cho các vị một hạt gạo đâu. Tôi không tin cậu. Trong thành Đường Đức vốn chẳng còn lương thực rồi, sót lại được chút lương thực đều phát cho quân dân và các người làm việc ở đây. Tôi thấy các người đang muốn để chúng tôi chết đói. Tôi thấy hai người các người cùng một ruột cả thôi, nói phát lương thực cho chúng tôi, sao đến bây giờ hạt gạo cũng không thấy? Chúng tôi cần lương thực. Chúng tôi cần lương thực. Huyện trưởng Ngụy, tôi đưa lương thực đến trong rồi. Là ông mượn của tôi đó, lương thực chuẩn bị để phát cho dân chúng, tôi đã chuẩn bị cả rồi. Muốn đi xem cùng tôi không? Không cần, không cần. Thẩm tiểu thư đã nói như vậy, Nguyện bổ này yên tâm rồi. Huyện trưởng Ngụy yên tâm, nhưng sợ các vị ở đây không yên lòng. Tôi chỉ có cách đưa mọi người đi xem Đường Đức rốt cuộc có lương thực hay không. Huyện trưởng Ngụy, tôi có thể mở cửa kho lương, nhưng ông đồng ý với tôi một điều kiện. Bọn họ chỉ có thể ở ngoài nhìn. Kẻ nào dám chạy vào kho một bước, động vào lương thực, thì để Hà Bình An bắn chết kẻ đó. Các vị đều nghe rõ rồi,
lương thực, một hạt cũng không được đụng vào. Có kẻ nào dám giành, theo lực lượng tội cướp lương thực mà xử. Châu Tứ, mở cửa. Mọi người có thể an lòng rồi chứ? Yên tâm rồi. Huyện trưởng, Thẩm tiểu thư, khi nào thì phân phát lương thực? Chiếu theo lực định của địa phương và phát. Yên tâm, hôm nay bảo đảm các vị được ăn no, được ngủ ngon. Tốt quá rồi. Cảm ơn Thẩm tiểu thư và huyện trưởng. Muốn tối nay được ăn cơm no bụng thì đi theo tôi. Đi, đi thôi. Chúng ta đi thôi. Thẩm tiểu thư, lời tôi đã nói rồi, tôi lại chỉ có thể nhờ vào cô thôi. Huyện trưởng Quỷ, lương thực tôi có thể cho, nhưng không phải chỉ nói suông là xong. Tôi không có tiền. Hay là thế này, tôi viết quá đơn cho cô. Vậy thì được. Tôi không cần quá đơn này của huyện trưởng Quỷ. Những nạn nhân này, ai lấy lương thực của Thẩm gia chúng tôi thì người đó phải ký quá đơn lại cho Thẩm gia. Tại sao? Bởi vì em biết những người này đói quá rồi, thì việc gì cũng có thể làm ra. Anh cứu không chỉ là 100 mạng người, mà cả 100 cái mồm, có thể ăn sạch cả thành đất này. Vậy tại sao em không lấy hóa đơn của Ngụy Cổ Phong? Bởi vì Ngụy Cổ Phong là huyện trưởng, đến lúc thì một câu của ông ta trong thời chiến loạn, đống hóa đơn này sẽ biến thành giấy lộn. Em chẳng thà đem đóng phí này đưa cho những người đã thực sự lấy lương thực của Thẩm gia bọn em ký nhận, trở thành những con nợ của Thẩm gia. Chỉ cần bọn họ không chết thì lương thực của Thẩm gia vẫn không mất đi đâu được. Đúng là trời sinh làm thiên gia, có tài chuyển đổi trong một quốc nạn. Anh thực sự nghĩ vậy sao? Anh biết vì sao em không cho bọn họ vào không? Không biết. Bởi vì tất cả đống lương thực anh nhìn thấy đều không phải thực. Phần lớn lương thực đều là em lấy cỏ xếp lại mà thành. Thẩm gia sớm không còn bao nhiêu lương thực rồi, lại bị thêm huyện trưởng Ngụy mượn nữa. Nếu như Trường Đức lại bị bao vây thêm 2 tháng nữa, vậy thì ngay cả em và Học Chăn đều trở thành nạn nhân luôn. Tường Lăng, em không cần phải làm vậy. Hướng đi của em đâu phải thế này. Đúng vậy, dự định của em không phải như vậy. Không phải vì anh sao? Nếu những người này không phải do anh cứu, em sẽ không làm như thế này đâu. Trên đời này không có người nào ngốc nhanh nữa đâu. Có thể không thiết mạng sống để người người bị nhốt bên ngoài được vào thành. Thẩm dân lương hàng, thực ra em không giống cha. Từ nhỏ đã không thích kho lương. Em luôn cảm thấy bên trong kho lương là chỗ phát ra mùi ẩm mốc, giống như mùi trong nhà tù. Kỳ thực kho lương không phải là nhà tù của đám lương thực này hay sao? Chẳng qua là đặt chúng xuống rồi thì chúng chính là tử tù. Tất cả chúng đều bị em đặt xuống đó. Xem ra nữ nhân không thể làm thương gia. Thẩm gia chính là nhà tù của em. Thực sự bị em làm tiêu tan rồi. Đi, bây giờ anh sẽ đem tử tù của Thẩm gia thả ra.
Diêu sư trưởng, danh sách trước mặt của 197 tên gian tế đã vào thành, đã bị bắt về quy án, còn lại không vấn đề gì nữa. Ông vất vả rồi. Đâu có, tôi vất vả gì chứ. Người vất vả phải là Hà Bình An. Ngài xem, chính lúc này đây, cậu ta vẫn đang ở nhà họ Thẩm, phát lương thực cho nạn nhân. Vấn đề lương thực tạm thời được giải quyết rồi nhỉ? Giải quyết rồi. Thẩm tiểu thư đã đem kho lương thực cuối cùng mở ra để phát khẩn. Cậu ấy còn nói rõ, chỉ cần nạn nhân không gây náo loạn, mỗi ngày cậu ấy sẽ phát chuẩn lương thực. Sớm đã nghe qua, Thẩm tiểu thư rất khác người. Không những thông minh, cứng rắn, lòng dạ cũng rất nham hiểm. Đường quốc nạn này là giám nguyện quỷ gia cứu quốc. Khó có, khó có. Chỉ sợ cô ta không phải là người cứu nước. Vậy là vì sao? Vì Hà Bình An. Hay cho một Hà Bình An. Nữ nhân đúng là nữ nhân, đều như vậy cả. Ông hiểu phụ nữ quá ha. Thường thôi. Thường đức thứ ba. Không ngờ lão quỷ ông mắt nhỏ, nhìn người cũng rất chuẩn đó. Thường đức hôm nay thực sự rất loạn rồi. Những người giỏi của chúng ta đều bị Ngụy Phong bắt lại, hy sinh rồi. Có thể vẫn phải đem mấy người các ngươi gửi đến trước mặt ta. Có đem theo mệnh lệnh nào không? Tướng quân yêu cầu phải khiến cho Đường Đức loạn hơn nữa. Còn mấy ngày nữa virus sẽ bộc phát, Đường Đức sẽ giới nghiêm toàn bộ. Đến lúc đó chúng ta sẽ toàn lực phá hoại. Vậy được, chúng ta sẽ hành động tối nay luôn, khiến Đường Đức loạn càng thêm loạn. Anh thấy chưa, mấy người này lúc này đều đứng ở cửa nhà chúng ta, hóa ra là mượn lương thực, nhưng bây giờ đã bắt đầu buôn bán rồi. Anh còn nói em là thương gia bẩm sinh. Bọn họ đều buôn bán nhỏ, em là đại thương, cần đem anh ra lừa. Tính đi tính lại, vẫn là anh lừa em nhiều hơn. Em còn tính sao? Em đem Trần Hương gia truyền cho anh, để anh mở cửa thành. Nhưng anh mượn cơ hội ép em cứu anh. Đây là lần đầu tiên anh gạt em. Liễu Phân không phải là vợ anh, Tiểu Hậu Tử cũng không phải con anh. Đây là lần thứ hai anh gạt em. Anh là cộng sản, chính là lần thứ ba gạt em. Thực ra anh nói anh muốn đưa em đi, rời xa tội thành chết này. Là lần thứ tư gạt em. Hà Bình An, vì sao anh luôn gạt em vậy? Bởi vì anh biết anh không thể cho em thứ em muốn. Cho dù anh muốn đưa em ra khỏi Đường Đức, nhưng anh cũng không thể làm được. Thứ em muốn. Em muốn gì? Em muốn một người đàn ông có thể bảo vệ em bất cứ lúc nào, thay em giải cứu ưu phiền khó khăn, có thể che mưa che gió. Em muốn cuộc sống bình dị, đơn giản, không chiến tranh, không nguy hiểm. Một người có thể tạo nên một gia đình ấm áp, hai người bên nhau nuôi dưỡng con cái, cho đến lúc già, đặt trên thân phận của một người đàn ông khác không khó chút nào. Nhưng đổi lại là anh, anh không làm được. Em cần thứ gì? Làm sao anh biết được? Có thể đến bản thân em cũng chưa từng nghĩ qua. Có thể em không biết, nhưng anh đã từng chứng kiến, nên anh biết. Anh sai rồi. Đó không phải là thứ em muốn. Nếu như đổi thành một người đàn ông khác, có lẽ sẽ cần những thứ này. Nhưng bởi vì đây là anh, những thứ này em đều không thể cần. Bốn lần. Đã bốn lần rồi. Em đã từng nói những thứ này đối với em không quan trọng, em không cần gì cả. Em hy vọng anh có thể đừng gạt em nữa, được không? Đồng ý với em, đừng bao giờ gạt em nữa.
Người ta đang nhìn kìa. Người khác nhìn thấy em mới vui đó. Sao lại nhiều người thế này? Nơi này đến một nơi cũng nói chuyện không có. Sớm biết thế này, thật không nên để họ vào thành. Em nghĩ ra một nơi, ở đó khẳng định rất yên tĩnh. Đi thôi. Khách sạn Á Châu. Đi thôi. Được.